Amazon vừa ra mắt một tính năng rất thú vị mang tên là Virtual Try-on, vốn cho phép người dùng có thể thử giày ảo thông qua công nghệ thực tế ảo tăng cường AR kết hợp với camera của điện thoại thông minh. Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng hình dung được đôi giày mình định mua có phù hợp với bản thân hay không mà không cần phải tới shop hay là đặt mua sản phẩm về tận nhà. Amazon cho biết, Amazon không ngừng tìm cách giúp khách hàng mua sắm thời trang trực tuyến dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu Virtual Try-on, một trải nghiệm tương tác trên thiết bị di động cho phép khách hàng hình dung một đôi giày sẽ trông như thế nào trên chân của họ từ mọi góc độ, ở bất kỳ nơi đâu, dù ở nhà hay là ở ngoài đường. Thông thường, chính sách hoàn có phần thoải mái của Amazon cho phép khách hàng có thể đặt mua giày và quần áo. Tuy nhiên, với tính năng mới nhất này, có thể thấy Amazon đang tìm cách giảm thiểu tối đa rủi ro hay chi phí hoàn đơn khi cho phép khách hàng khả năng thử giày bằng camera qua ứng dụng Amazon trên smartphone. Được biết, tính năng Virtual Try-on, tạm dịch là dùng thử ảo, hiện đã có mặt trên phiên bản iOS của ứng dụng Amazon tại một số quốc gia như Mỹ, Canada. Theo đó, người dùng có thể tìm kiếm các đôi giày từ các hãng New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics và Saucony. Sau khi lựa chọn đôi giày ưng ý, người dùng có thể nhấn nút Virtual Try-on bên dưới hình ảnh của đôi giày, sau đó hướng camera vào chân của họ. Ứng dụng sau đó sẽ phủ lên chân người dùng một đôi giày ảo đã chọn để người mua hàng có thể xác định xem họ có thích kiểu dáng đó hay không. Sau đó khách hàng có thể di chuyển bàn chân và xem giày trên chân của họ ở mọi góc độ, song song với việc thay đổi màu sắc, mẫu mã của mẫu giày mình định mua. Tất nhiên, Virtual Try-on không thể cho người mua biết được cảm giác mang giày trên chân sẽ ra sao, cũng giống như không cho biết đôi giày mà khách định mua thì có vừa vặn với kích thước của bàn chân mình hay không. Mặc dù vậy, tính năng độc lạ này vẫn mang tới một trải nghiệm mua sắm hoàn toàn mới, khi người dùng chỉ cần ở nhà vẫn có thể hình dung đôi giày mà mình định mua có hợp với phong cách thời trang của mình không, từ đó giảm thiểu được việc hoàn trả lại hàng. Về phía các nhà bán hàng và sản xuất giày, đây cũng là một phương thức quảng cáo sản phẩm hoàn toàn mới. Mục tiêu của Amazon Fashion là tạo ra những trải nghiệm sáng tạo, giúp mua sắm thời trang trực tuyến dễ dàng và thú vị hơn cho khách hàng. Mugler Edrik Dorgan, chủ tịch của Amazon Fashion cho biết, khách hàng có thể thử hàng ngàn phong cách từ các thương hiệu mà họ biết và yêu thích một cách thuận tiện dù họ ở đâu. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe và học hỏi từ phản hồi của khách hàng khi chúng tôi tiếp tục nâng cao trải nghiệm và mở rộng sang nhiều thương hiệu và phong cách khác.